Xin chào các bạn, Ngọc Anh rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của tin tức mới. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua, ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé! Người phụ nữ tiếp xúc với F0 nhưng dấu nhẹm khi bị ho sốt mới đến khai báo Khi phát hiện có ca nhiễm Covid-19, Cơ quan chức năng điều tra truy vết dịch tễ thì bản N không khai báo y tế, khi bị ho sốt bản N mới đến khai báo. Ngày 30 tháng 7, Ban Công an xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã chuyển hồ sơ để cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu ra quyết định xử phạt hành chính, mức phạt 7,5 triệu đồng với một trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, quy định tại khoản 2 điều 14 nghị định 117 2020. Trước đó vào ngày 27 tháng 7, cơ quan chức năng phát hiện có một ca nhiễm trên địa bàn xã Quỳnh Giang nên lập tức truy vết điều tra các trường hợp tiếp xúc Lúc này bà Trần Thị Nờ sinh năm 1982, chú thôn 6 xã Quỳnh Giang biết mình có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 nhưng không chịu khai báo, thậm chí cơ quan chức năng đến gõ cửa để điều tra nhưng người này không mở cửa. Hai ngày sau, ngày 29 tháng 7, bà Nờ có triệu chứng ho sốt khó thở nên tự đi ra trạm y tế xã Quỳnh Giang để khai báo y tế. Bà Nờ sau đó thừa nhận có tiếp xúc gần với F0. Nhận được thông tin, ban công an xã báo cáo với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Quỳnh Giang và tổ truy vết công an huyện, sau đó đưa trường hợp này vào khu cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm. Tối ngày 30 tháng 7, bà Chu Thị Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu cho biết, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quyết định xử phạt hành chính bà Trần Thị N về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền với mức phạt là 7,5 triệu đồng. Hiện tại vẫn chưa có kết quả xét nghiệm khẳng định đối với bà N, cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà với những người thân trong gia đình của người phụ nữ này. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này, hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin ngày hôm nay của Tin tức mới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn được cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng hổi đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.